Những khuôn mặt thất thần, những khuôn mặt bực nhọc. Còn em dạng có mẹ. Còn vậy thì thôi. Thì mà mấy bạn biết sao, là ngày hôm qua thì các bạn đã xem video rồi, các bạn cũng biết là nó hẹn anh em mình là 3 giờ 30 chiều đó. Nhưng mà ra không có, đóng cửa, khó cửa ngoài. Anh em mình cũng ráng đợi 30 phút mà thôi đi về. Nhưng mà quyết định sáng hôm nay anh em mình tụ tập lại. Thằng Rìu nó chịu không nấu, nó về trước rồi anh em. Thằng Rìu nó chịu không nấu nữa rồi. Là từ hồi sáng tới giờ vậy mà mở miệng ra nó kêu rồi cứ nhưng mà đi que nó phé. Nhưng mà bố anh em mình quyết định thằng Linh nó mua bánh mì luôn, chống đó nha anh em. Thằng Linh nó mua bánh mì cho thằng Rìu, thằng Rìu nó quay nem ổ đây. Nhưng mà anh em mình đã bàn bạc rồi, là sao anh em mình sao quyết định phải chờ chừng nào mà nó mở cửa. Một là không bán hàng, đúng chưa? Một không bán hàng, còn hai là phải tiếp mình. Nhà tao á, nó vô trong chừng á, nó lấy mùng, nó dinh, nó kêu đồng má mẹ nó vô trong mùng trong chừng. Còn nhà nó ra ngầu chờ như con chó bệnh. Từ đâu bây giờ vậy? Bây giờ thì đây, mình cũng không nói gian mấy bạn. 11 giờ 30. Cái ai đi xem sân mà bằng như vậy không? Ủa ngờ ngờ ngọn gì mà chết luôn mấy ông này. Tao chết mày. Nhưng mà mấy anh em thương ơi, nó làm vậy anh em mình càng hận nó hơn, đúng không? Mấy người không được mà con cứ quay ngày nào cứ quay vậy. Mà trong người trong người nó thì dạng người nó không có đạo đức chứ đồ. Anh em mình là dự định là thăm bảy. Không có mà đạo đức đâu ra. Anh em mình dự định là thăm sân 7 ngày nhưng mà nó làm vậy anh em mình là 1 tháng luôn, được không? Ăn cơm nhà nó, ngủ nhà nó. Tháng lễ nó mình nằm gai nếm mặt ở nhà nó luôn. Nằm luôn, tao cho nó biết. Lớn rồi bóc vét ít thôi. Giờ anh Hân dám không? Dám theo tụi em không? Chừng nào vô được nhà nó, đổ tao đốt. Ê, nhà nó. Bây giờ ra lại một lần nữa nhà nó coi thử đường là nó không phải mở cửa. Rầu lỡ ra lần đây không được là sao? Em nói em chờ tới chiều coi thử nó đóng cửa luôn ở trong nhà được không? Nó mua đồ ăn thức uống hai vợ chồng nó ở trong tủ cho tháng vậy. Cái vấn đề ở đây không phải là cơm, mà là cái vấn đề ở đây là phải thêm sân nhà nó, đúng không Linh Lập? Nó cứ hai vợ chồng ở trong nhà tháng vậy. Bánh mì cũng có rồi, chút nữa tôi đi mua mấy chai nước suối nữa không có, mình ăn mình chờ luôn, không đi đâu luôn. Đi kiếm đi. Bánh mì rồi đây rồi, cái gì hầu đó có kêu nữa rồi. Đi anh em. Đi. Tiếp đi. Đi. Mày chạy đâu cho thoát. Đây không khó cửa trong có nghĩa là đang ở trong nhà mà kêu réo từ sáng giờ. Các xe im lặng, các xe bên đó hết. Không, đừng. Nhà nó mà một ngày mà không bán hàng em, mà giờ nó vì cái thâm sưng mà nó tèo. Chúng bé có trong nhà không? Không biết hả? Ý là sáng giờ mày thấy nó có ra khỏi nhà không? Cứ đóng cửa vậy miết luôn hả? Sáng giờ đóng cửa vậy á. Sáng giờ đóng cửa hả? Má vì cái thanh sân mà ở đâu mà nó bằng đúng đẹp cái tên nó bằng cho con. Mẹ bằng, bằng đúng. Phải là mua con mua nước cho đây. Im. Bác nhà ơi. Bác nhà lặng tràng ơi. Má nhà lạc nàng ơi. Nhà nó có camera. Kìa kìa. Nó dùng camera nó thấy mình nó không biết. Đâu camera đâu? Camera đâu? Lại có. Ê. Anh Hân. Quay tao nè. Anh Hân. Qua đây. Qua đây. Gấp rồi không thấy, được. Mày quay tao chút mà tao vô, tao nói mày tao vô phèo à. Anh có cách rồi. Bây giờ tao đi lấy cái tao đặt cái camera đi. Không được đâu anh, đụng mấy con nó báo công an hả anh? Đúng tao rồi, ê. Chút mà tao lấy cái đe, tao khoe vô cái ấm trèo của nó nè. Xong rồi tao cho vào chồng nó uống chí mẹ. Không phải, không phải, mày bỏ, ông tủ lạnh. Thao đủ quá chứ. Mày dễ thương quá. Linh, mà giá giọng kêu, giá trọng kêu. Món cho một lạng trà ơi. Bắt về đây. Mày nó đâu? Nó thấy đâu? Anh nói cái camera này giờ sao cho nó ra mày? Giờ đứng đây đái mẹ, giờ đứng thì cũng chừa đứng đây đái. Nó thấy nó đái không biết đâu ra. Đúng rồi. Bây giờ không ra tao đái vô trong nhà nha. Không ra đái vô nhà luôn á.
anh được không mày ơi? Anh được ơi. Đủ mày làm mẹ đó cho anh mẹ thôi. Em nút gì nấu đó mà. Đủ mày chơi giò mày trò tao kêu mà trò nấu không? Không biết em có gì có biết ai không đủ mấy anh. Nên đâu, bà coi chưa? Sao? Hay là em xin lỗi khán giả, bỏ cuộc trả đi. Ờ đâu. Anh hết ổn mới vậy rồi mình tiếp chiêu một cái chiêu cuối nữa. Mày đi Hiến, cầm đi, mày nhắn tin cho nó. Bây giờ mày ok mày đừng quay tao quái trước nhà luôn. Quái vô nhà luôn. Thôi anh, nói chung vậy vậy. Vậy là người ta chưa á. Họ nhắn tin không kêu. Đây quay vô cho ta coi. Nó vô nha. Nó ở đâu? Giờ nhà nó không tắt cái sao à. Đó nó kêu rồi đó, trời ơi. Ờ. Đúng rồi, cái đé này. Ê, nhìn quên ké rồi. Giống mặt không à. Ké xuống mặt tao mày. Mày bị ngáo đé hay sao mày? Thảm dướng không? Không giờ mẹ nó giống đi đòi nợ thì chứ. Mày ta thấy vậy đâu mày. Ừ, nó bấm bựa quá. Không còn lời nói nào để nói nữa luôn á. Được. Thôi giờ mình dùng dùng gì? Im. Tôi trừ nó. Thôi đi. Đi đi, chạy chậm cái máy, chậm máy. Bây giờ dắt xe hết qua. Hey, bây giờ dắt xe hết qua bên đây. À, đi. Đúng rồi, đi. Thôi gì à? Mẹ đó. Bỏ cuộc đi. Thôi gì à? Im lặng. Mắc cỡ đi cỡ đi. Camera mình phải né cho nó. Mắc cỡ. Chạy xe vô đi. Thôi nha, Minh Vân mình cứ nói như nhau vậy đúng không? Đúng rồi. Tôi chờ anh em, tôi chờ anh em. Trời ơi, trời ơi, cậu cơ không? Thôi vậy đâu. Cảm ơn em, đủ mấy chồng đeo chắc. Đúng rồi. 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 Bật điện không lên đi. Ok, bỏ anh em. Đổ mấy cho mình chung hai đâu lẹ vậy em. Thì ông
Ông lấy gì lên cho anh em đồ tè? Anh em cứ ngồi im đó, ngồi im đó. Rồi bánh trái đồ đâu rồi. Nhiều lắm. Hào Hiến, Hào Hiến như thần. Bánh lẹn đi, bánh trái coi. Hiến. Bánh trái này, bánh trái lẹ này. Nhà để dê mấy như không? Tủ lạnh, tủ lạnh, tủ lạnh. Hiếu, kéo ra ngoài, nó quýnh đẹp. Coi cái thằng ta là nhà tình trường quýnh bao ta. Rào rào thôi anh em mình re ngồi để cho ông lấy đồ. Rào. Để cho lấy, để cho lấy. Ê, đi giờ chị. Nhìn tao rồi. Bà bên tao nhà. Bà bên tao nhà, cái này biếu à. Đúng, mày nó lấy sâu đông đá cho mình ăn không à. Biếu rồi đó. Anh em ngồi em màu cũng chừng nè. Màu gì vậy? Điều nè. Ai nè. Sâu chưa? Gì à? Biến mẹ sâu gì mà đổ mẹ ở trên nó cứng ngắc cứng ngơ rồi. Thôi thôi, tôi cũng sợ ông thiệt á, ông làm trời vậy, ông làm bố thí rồi. Anh nhắm đỡ cô Lan với lại xong rồi. Mẹ, ông làm cái gì chứ, đồ của tụi tôi mẹ mẹ cho ông. Mẹ đâu đâu, anh em tụi ông, tụi đi rồi nha. Thôi bây giờ, mẹ vô ngầu rồi chứ giờ. Mẹ tết mẹ cho anh bánh tráng vậy, thôi tôi cũng thua luôn, thiệt hả? Uống bè rượu, uống bè rượu mà rượu phe ta nút tao tớ nút tán rồi, bây giờ đi phe ra vậy. Vậy, anh nói gì ai chứ là gì vậy? Quá. Đâu, tụi anh chờ từ sáng giờ chứ. Em chờ mấy anh sáng giờ đó. Nữa. Ủa sao ông Bi không kêu không có ở nhà? Sao không có ở nhà? Ủa, em chỉ ảnh thương quá. Không. Chứ sao Bi không kêu nó được mình phía sao chờ không cho mấy anh em? Đó nè. Cái gì hả em? Được đâu, dài được đâu em? Dài được rồi. Sáng giờ đúng là mấy anh mở, mấy anh em mở. Vậy hả? Không, giá là đi quay thêm xong rồi đưa lại anh con luôn. À, vậy mà. Dạy đây nè. Dạy à, cắt anh thương của em em. Mày hiểu không? Ôi giời ơi, 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 sáng giờ. Vậy mà vô nhà xong cái chân đi chấm ngang qua, ơi như là. Không, ngầu, ngầu, ngầu ấy. Có, dẫn đỡ đây nằm nè. Cái chân ngang qua đó, không cho đi đâu hết, đeo bị phí mẹ luôn rồi, nó cho đi. Đi đâu vậy? À, tên là đây, tên là đây. Là đây. Có cần phụ gì không? Không. À, rồi. Xài lên cho anh. Ba cho. Ông kia đi, quẹ cái gì uống gì của em. Đi đâu vậy? À, ấy. Chờ ké anh cái vô. Ủa ké nhà ông ăn thịt nó không? À không, ở đây ra cúng. Cúng ai? Cố 39 năm rồi. Đâu, nhà ông đạo mà đâu có cúng đâu, ông nhớ nhầm hả? Thôi đưa đưa. Lộn gì á, lộn gì á. Dạ. Ồ, ngọt. Anh em ơi. Đây nè, đây nè, trô vậy mà kêu nhà ông Bi kêu cho ké ăn nhà đây ăn ké. Em cái. Làm cho mấy anh mở ké đâu anh. Vậy em làm cho tụi anh ăn á. Ờ, rồi vô. Ké anh không? Mẹ bịp ra. Mẹ ném hỏng thì ké nào. Nó anh em nhiều lỗ tôm tiếp. Anh ít ghê vậy, phải có vợ vậy đúng không anh? Mày, ê, biết không? Được vợ mất chồng, được chồng mất vợ, được cả vợ đôi thương lôi uống chó. Đúng rồi. Sao này quý con mày thơ. Nhà anh. Bạn ném hai giọng dấu vô nhà mày, mày ra mày cái gì? Anh bánh. Tôi tù quần ở nhà, đi bưng lên. Mày nói nữa. Để ra. Ôi giờ. Cú đồng đều nha. Không còn gì lắm. Trời, con bé là quét tuyệt vời luôn. Thiệt là tôi không nghĩ sao. Trẻ ram, trẻ đồ dày mà không giấu nước. Trời. Em nhiễm dữ không? Tao lấy hết luôn. Lên, không cần nói nhiều, con bé nó cho rồi. Cảm ơn nha, trời phải dở luôn, xinh xắn vậy chưa? Chờ gì nữa? Nhung bên trái thì, Nhung ơi. Chứ này cái đây chắc ké rồi, cái đây chờ cái gì vậy? Không, nhà mày chắc ké rồi, ké thành tinh hay sao á? Quá, ok, hai kiếp đừng tặng vợ chồng của mẹ đúng không? Hả? Rồi, có. Đây là món dành cho cá chả bạc. Ừ. Ui dồi, đồ nhà ông nuôi ké rồi, nó ăn xe nữa chứ. Đồ nó ăn cỡ đó mà, nó ăn to mà. Kè, không, bây giờ anh cũng nhà đứng đồng rồi. Cầm. Quá à? Cầm cầu áo, ăn nó dưng. Ê, nó trong nhà là nó lên. Tớn giờ nó thích. Ông thân, ông nhịn đói từ tối ngày hôm qua tới giờ luôn á. Ui dồi. Anh nghĩ là mày cầm cứu đói cho không phải đâu nha. Không, ít ra chờ đợi phải giúp. Còn im ra luôn rồi tụi anh lấy bên kia rồi dán lại. Nói cho anh em mình phải bỏ trong mâm. Dán nhau đâu. Bỏ trong mâm ăn cho nó khỏi đổ. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải biết điều chứ. Ý xây. Rồi vậy. Quá rồi, cho sạch chí. Thôi bây giờ dạy, phải làm thêm chân anh em này ăn xong mình dìa được chưa?
Hôm lỡ nha. Anh Sơn nhảy được rồi. Nhà tụi bay, tụi bay cho tụi bay cái gì? Không có. Tụi nguyên bị mấy. Không có, nhà cái gì mình đây nè. Có này sao ông chạy mà ông chờ người ta con bé đây gì nó nói ông ở đây. Mày nghe mày lừa mày. Nói mày mày. Mày hơn á, mày còn đẹp con bé. Chứ tao biết đâu mày tâm. Anh em nó chạy mà cứu què cứu lại. Nhưng mà sao tự nhiên hầu giờ anh không thấy ngon giờ chưa anh cũng thấy ngon rồi nha. Nước miếng kiện rầm rầm luôn anh. Miếng vừa leo rồi. Thảo xuống. Đi đi nhúng anh đá này. Bước ra phải là dãy cho mình ở trước. Mày đi đây, mình ra. Mình chết lên chứ sao, mình không nhúng bánh đéo. Nhúng hai cái đâu? Mình đéo là hai trái, đột tôi lạy luôn. Lạy luôn. Đâu, 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 nhúng hai cái là bị đèn đầu. Đi, 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 con bé mày đầu. Nhúng hai cái, anh nhìn đi lên, nói em. Lấy rượu ra uống. Lấy rượu ra uống. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy rượu ra uống. Nhắm cho nó, nhắm mày. Mày tao vợ dày không? Bây giờ tôi mẹ em đi lấy ly. Em lấy rượu. Ông cố xuống cho mình ra này. Mớ ly, ly, ly. Bạn của anh mà chứ mà bạn yêu nhau. Cái bọn này nghe luôn rồi. Dạ. Mấy vô nhà nói vậy cả anh nô rồi. Dạ anh nô rồi. Lấy gì lấy thường là lấy. Không giờ hai vợ chồng muốn tuổi vô nào một tuổi. Đó là anh đi rượu sao. Em lấy cái mát rác rượu á. Nhẹ một tú rượu mà. Mày này nghe mớ cái rượu chú hôn ta tao đập trong đầu mày nha em. Nhắm lên là mày giao lâu như vậy. Nghe là của mày có kéo anh. Đồng mày của tôi phải kéo. Anh của tao. Ê, rượu đem ông trưng bày nào. Dây. Rượu đem ông trưng bày à. Mày không có đi đứng đó. Đi đi. Anh nếu cho đứng, không nếu cho đứng đó. Lấy chai 18 giờ. Lấy mày là mày đem chai 18 rồi, chi bán 18 rồi. Rồi ông xuống ông nhớ mất cá đi mày. Rồi anh em mà lên vui. Lấy ly ly bự. Ngày hôm nay ăn quá rồi anh mày. Lấy ly bự dưới đá đi. Giọng ai ngồi bốn nhúng hai cái bánh tráng mà ngồi nhằn mất hết mẹ đâu rồi tụi tôi ăn cuối thứ hai sao? Bước lên tụi tôi chỉ cho rồi. Rồi thì bước Samsung rồi trời. Từ. Gì vậy trời? Muốn đá. Hai vợ chồng cãi nhau. Vô trời ngon sao mà ngon. Ngon gơ luôn. Nhanh 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 nhanh. Nhanh. Bỏ dưỡng nha, bỏ dưỡng nha. Ra ra ra. Hay quá hay quá. Chô đồ ăn thôi anh nghe nghe. Anh nghe nghe nghe. Anh nghe nghe nghe. Anh nghe nghe. Nó lạnh luôn, nó cho anh tay chú Hột cầm vợ. Chú Hột lấy, thích là tôi lấy. Em lấy được cái bình hoa kia đâu. Chút chịu tay chú Hột bảo vệ. Chị là chê. Sao chục trời ngon quá bé. Má, ngon quá. Má tuyệt vời luôn. Ngon sao mà ngon. Ngon quá, ngon quá. Em nói ông hiểu đó. Quá ngon. Hiểu chưa, hiểu chưa. Thôi do em, có em hơn là giớt giớt giác. Em cầm đi. Hôm nay một chút xem anh cầm cho em. Được chưa. Ông phé nhà em nhiều đầu thì giờ đỡ anh em vô dọn. Mình chua đúng không? Thì anh em phé đúng không? Ngon, anh nhà anh em đâu phé được đâu. Đúng không? Ngon, ngon. Anh nhớ phé quá ngon rồi. Bực bờ rồi. Mẹ đưa xuống đúng bánh đao kìa. Đâu bánh đao? Mẹ, mà đeo hai cái. Mắc chồng, mắc chồng rồi còn vợ chứ ai hãng đầu lẹ vậy mày. Nói chuyện đàng hoàng nào chơi với Mimi lấy gì? Ồ, mẹ. Đâu, ông đứng đâu được đâu. Đứng đâu tao cầm. Tại rượu nè. Ngon quá. Thôi đi lên lầu à, nghỉ ngon. Đi lên lầu nghỉ ngon. Ê. Ý là người ta có rượu mình có mồi. Người ta không uống thì thôi, bè đừng có khui. Khui uống cho đỡ chẳng để ai uống. Cảm ơn, quá ngon rồi, tôi kẹp quá nhiều quá rồi. Khui em, lấy ly bự nha, rượu ba uống ly bự nha, ly nhảy không hết. Rồi, rồi, mẹo, chúa nghe mẹo. Đúng rồi. Đúng rồi. Khui chà. Đúng rồi. Khui chà. Đúng rồi. Khui chà. Không phải, đây là bọn anh đã đi lên. Rượu ơi, rượu xịn nè. Nào. Sầm banh mà cái anh lớn anh cũng chút. Rào rào quốc tươi à. Lấy ly bự. Để rồi. Đây em đây. Đây 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 hiểu không? Ông làm gì vậy? Lên đứng tắt cho mày lại nè ba. Ui hồ. Ui trời. Lòi cục nhân nha. Ui hồ. Mẹ. Cảm ơn anh em vậy đó. Đây giờ anh sẽ gì nữa. Anh mà nó cầm gớ rồi nha mày. Kiểu như anh cầm gớ anh. Cầm gớ tao ngầu nha. Đây. Giờ nó đông kẹp á là anh dư lại mấy em quý thương em lắm. Đây anh cầm đây em rót ở đây. Đây tôi một ly. Đúng rồi, rót đâu. Đúng rồi. Sao nghe mày uống tôi mấy đại cho mày hiền như này. Dạ. Đây nó tầm bằng. Cái nào đây. Mẹ
của anh em tiếp đón đàng hoàng vậy mà sao anh còn chửi em nữa là sao? Trời ơi. Lên lên, anh không uống được đó. Được không? Thôi, ngủ nhiều. Cái nào cũng được ở đó, anh cái đây cũng được. Ông Tông cầm bên bên nhà quê á. À, cái được rồi. Đâu vậy? Ở bên nhà, bên nhà, bên nhà. Nhà quê, nhà quê. Nhà quê. Anh hai cho đây cũng được mẹ uống hết rồi gì vậy? Đâu giờ đây cũng nè. Nè rồi mọi. Nhà mày mà mày biết rót mày. Chịu không? Không, mày rút rồi mày rút rồi mày bứt cái nắp mẹ đâu. Nắp đầu. Rồi 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 rồi. Ở chai nhà mình mẹ. Chai mình đâu? Chai đó bữa em rút. Không không. Tao tao tao. Là sao? Thì chai đó của mình đó. Mà mình gì? Bớt giỡn đi. Không không không. Ông Linh ông mua ngoài siêu thị ông vô mà còn phiếu của này mà ông điên sao vậy? À rút cái đó. Rồi ném vô. Một cái công ty quá. Nó sẽ chạy ngay một lần qua bữa đây nè. Chai. Chắc phải một chai. Nhớ mà. Chứ người tính đó là 1 million poker. Nghe không? Đã. Trong đèn hả? Kỳ quá. Rồi hả? Chù. Chắc không được. Chắc được ai vậy? Không biết. Ở tôi em mua. Ui ông Linh ông mua. Uống nhiều đầy vậy à. Biết sao? Vậy sao uống rượu đấy đi. Mẹ mình nhiều quá. Nếu nó có lấy nữa chứ. Không dám, không dám. Không dám, không dám. Không dám, không dám. Hồi nãy giờ tụi mày có đây không? Không. Mày vô mày tiết cho mày ra mày không mày. Em. Em. Hỏi con bé đây. Nãy giờ tụi anh ngồi đây có đi đâu không? Không. Cái trường của má em mua quà uống á. Ừ. À không ngồi đó, đồ bếp, bếp em ngồi đây bếp, em đại diện đây bếp. Đồ mẹ nó ngon. Thôi đưa anh cầm cho em anh ơi. Không, anh ơi, em anh ơi. Đâu? Quá ngon luôn. Thông tin anh nghĩ là trước khi em ở mình chúc xuân vợ chồng. Đúng rồi. Ừ, chúc mấy anh. Giờ đây, anh thật sự là anh dương mấy anh em rất là quý vợ chồng em. Nên là bây giờ người ta nói là Tết 3 ngày, xuân 3 tháng. Đúng rồi. Bây giờ là ngày 18 âm lịch. 19-18 à. Mùa. Uống 20 lần. Mắc em nói cái này chút vậy ạ. Ý là sao năm nay anh em ra trợ giữ cái buồn cô anh. Không, nói chung là anh đúng không? Đâu đó, đơn anh nói sao? Nói chung ông kêu ông bận. Bận nhiều lắm. Không chứ, em chờ quá à. Bạn sáng giờ ông có đi đâu không em? Không có với em hả? À. Mà sao cũng như giác hàng cũng chở hàng. Ê, mà sao nhà em đóng cửa luôn em? Không có. Sáng giờ em mở cửa mà em máu đi công chuyện á. Ông có nhà, ông có nhà mà sao không có cửa. Ê, nó làm bạn nha. Giờ thấy đóng cửa luôn ra, đóng cửa rồi. Quay đóng cửa. Mấy bữa ông quay nhà anh em một ăn ngon đúng không? Đúng, đúng không? Nói đúng á, quay nhà anh em nó ngon. Ngon vãi luôn. Anh em mình chúc mừng đi. Không vậy, anh em một thằng bé dưới này, bé dưới này, dưới này đã. Chúc anh em ăn khen mình. Anh uống là anh chúc em 20 lần là được. Đồ thế nào? Ông bé em có bước, có ông vợ tuyệt vời vậy đâu. Nè, thu nhập gấp 20 lần em nói. Đúng rồi. Nếu ly lên chốc tính con bé á, nó mà trúng bánh này nó đãi ăn hải sản luôn cho nó. Đó mà nhầm hơi. Thì cứ đúng đúng như 20 lần nghe có. Ôi trời. Trời ơi. Một đó. Một thau vô. Một ly. Ly ly luôn em. Ê ê coi cho đi. Coi cho đi. Vừa vừa tao. Vừa vừa tao. Anh em tao. Đây là mình còn thêm được 2 tháng gì đúng không? Đúng rồi. Ui dù. Chừng 3 tháng. Thêm gì mà tao giữ à anh? Không thêm hết á. Anh em ăn thêm hết á. Ủa thêm gì à anh? Trời bây giờ phục cái này chưa đi được thêm tình 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 nữa cuốn cái à không biết là thằng bữa nay không nha sao thì không biết nó say vậy nó thoáng lắm chứ lại này tặng thêm rượu nữa hả quá to rồi đó cho ông cúc tăng rồi đúng rồi đúng rồi mày đi nha hai mày vô nói vậy không mất đấy không được không thằng không có biết năm trăm rồi cứ kêu này giờ ăn gì chẳng biết chưa chắc ơi ngày hôm nay sợ hạnh phúc tôi đã thở hiện lên gương mặt của mình các bạn á ngon ngon không biết nó ăn là số 1 em chửi anh mày kia vậy ngồi em hả đúng rồi anh chào biết rồi đúng rồi đi xì bác đi mua gì cho má này ngay chứ không phải vậy đâu đúng rồi chụp rồi bác nào bác nó hào phải không thịt nó bự quá cái cục này cũng đã đẻ ăn mọi người luôn ăn là ngán luôn ăn mơ luôn nha ba chỉ dạy một rồi chứ đâu mà giống không ba chỉ này một đi hai chỉ ba chỉ này đúng ba chỉ đâu dạ đi quê mua đi mày giờ nhà cảnh đi vật chặt gần nhà mình có cái bè mày mẹ ông con à thắt tiền không có cái nhà thắt tiền nghe mẹ thôi đó tôi đưa tiền đi mua cho nha tôi ra tiền nè không có tao đưa tiền đi mua cho anh em để tao nhà là như cần nhà ra mờ đúng không nhưng giờ đã có nhìn chi nhiều tiền thôi đại lèo quá mày dính em mới quay kìa mày dính chi kiểu nghĩ anh uống thế nào anh tôi anh không tiếp anh em mình nghe anh em các bạn có cái nào quê em mình xem cái gì mày bé vô nhà đi bé vô nhà sao nó cắt luôn vậy nó má rồi đi vô cắt luôn vậy không em khi em còn đang nói tự tối nha đồ đừng 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 đây này quát mát ăn bự ăn nấu đây này anh nghe coi phải ăn
một. Đây các bạn, ông anh nãy giờ hơi nhiều quá. Làm riêng rồi anh à. Mấy cái này. Thèm á. Ê, à tên anh ấy là trước khi anh đàn thối anh cầu. Sao? Là sao? Ở nhà giờ anh kia bỏ. Hả? Bỏ cá. Trời, cái anh nó có răng dính rồi. Không, mày quen nó nấu anh quen rồi. Em không được em. Em nó nấu muối nhưng mà em ăn đâu. Ý là em nấu cho má anh nên nhà này là má. Dạ, em nhà làm anh. Lần nói tốt chồng em nha. Tất nhiên. Nữa, của chồng công vợ mà của vợ công chồng. Nói chung là dài là quét tiền vào của anh xử lý đầu em. Ông chú mọi người chú ông từ năm ngoái tới năm nay chơi với em luôn. Ừ. Nên là bây giờ em cũng muốn mà đi nói tốt ông chứ. Thuộc giờ đeo mắt tiêu quá không biết tiêu đâu luôn á. Chứ gì em không toilet mở. Không bình thường ông trông ông cho anh đi. Không vậy chứ ai đâu. Ủa chứ sao kêu cấm kỵ gì không cho đầu xuân. Ủa, không cho ai đi đầu xuân. Tại mấy ông sợ anh thấy nhẹ. Bị giận dậy. Vậy giờ sao anh đi được không? Anh đi được hả? Đừng đi đừng đi lắm. Ông bệnh lẹ. Anh giao với ông trung mấy. Thì con bé nó rất là thương anh em mình. Vậy là ê hỏi là anh đi được đúng không? Có gì em chịu nha. Em phải hối lộ mấy anh rộng thì mấy anh khác hẹn nữa nè. Đúng rồi. Nó nhảy giỡn anh theo đứa anh cứ đi đâu đi chứ. Sao tôi lạnh em? Ui chô cái bánh gì mà trung thu nó que giờ nó tết chuẩn bị trung thu nữa rồi cũng còn không nậu ơi. Mang không sô cô la không anh hàu cá có gì hết ủa bên này nó nấu nước gì sao ta. Hư, xin đừng mở, sẽ bị nổ. Ủa tụ hôm mà sao nó nghe tiếng động vậy ta? Có gắn điện mà, đúng không? Trò chiều gì nữa đây. Ui chô, cái miếng đây thì bà chơi bên kia có rồi. Bự. À! Mày giấu hả? Mày giấu hả? Bây giờ mình làm luôn nha anh em, mình làm luôn. Mày cũng phải chết đó. Thằng nho này uống. À đúng không? Uống cái gì vậy đâu anh ơi, uống cái kia nó nặng quá. Uống cái này đúng không? Que mà em tâm chung mà em dám đó em. Uống cái này nè. Em giống tính chồng em hả? Đâu. Cái đường kia nó nét cái à. À vô. Rồi chúc mừng sức khỏe gia đình em nha. Trời ơi rồi. Ừ. Rồi bây giờ ngoài. Thằng chồng em lấy cái gì mà lâu vậy? Sao? Giờ thức ngoài tạo luôn á. Tự là mày gì vậy không? Mẹ, không có tiền của tranh tôi đem nhà bà Tư, tôi xin mẹ xét cho miếng đó. Ôi đồ không chào quá, mẹ. Mẹ, cái bác chờ thì lâu rồi còn gì chữ nữa đó. Nó đưa em chụp mua sao lắm. Nè, thật ngon. Nghĩ gì thôi đâu. Mẹ, thầu vô bếp. Mẹ ơi, bác ngon rồi mẹ. Thầu bếp xin lỗi bếp nha. Thầu để đi mấy này. Thì tụi tôi có gì đâu. Điều nó đi. Nó đi đâu? Em bé nó đâu? Thằng Tiên chết rồi. Nó đâu? Đi toilet. Đi gì vậy?